Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Phần tin đáng chú ý hôm nay là tin bão trên Biển Đông sẽ có ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, hồi 14 giờ ngày 9 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 118,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 10 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 90 đến 100 km/h, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 14 đến 18 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 113 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 11 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 112 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 đến 120 km/h, giật cấp 13. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 7 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 đến 120 km/h, giật cấp 13. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Ở vùng biển phía đông, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, sau tăng lên cấp 10, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông, khu vực Bắc và giữa Biển Đông là cấp 3. Vùng biển ở khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Tiếp theo là tin mưa lớn ở Việt Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở đồng bằng Bắc Bộ, phía Bắc, Hòa Bình, Nam Sơn La và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo từ ngày hôm nay đến 3 ngày tới, ở khu vực Việt Bắc, các tỉnh từ Hòa Bình, Sơn La và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngoài ra, từ đêm nay đến ngày mai, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa tập trung chủ yếu về chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá là cấp 1. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng Sơn La, Hòa Bình sáng nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía đông bắc bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng khu vực đồng bằng sáng nay vẫn có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía bắc từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Ngày có mưa to đến rất to và dông, đêm có mưa rào rải rác và các nơi có dông. Phía nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.